chuẩn bị cuộc đua đây cả nhà ơi. Mọi người đang tất bật kiểm tra lại máy bay lần nữa. Hi, chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Web Fly hoặc là Linh Hà Lan. Thì mọi người thấy phía sau Linh là có những cái chiếc máy bay. Và mọi người theo dõi clip trước thì Linh giới thiệu cho mọi người coi cái cảnh người ta ráp máy bay như thế nào. Và hôm nay thì ở đây người ta có cái cuộc đua đó cả nhà, cuộc đua máy bay. Thì Linh sẽ cố gắng quay cho mọi người coi là ở đây người ta đua máy bay bằng cái máy bay sức gió là như thế nào nha. Cả nhà hãy tiếp tục theo dõi clip của Linh nha. Họ bắt đầu chuẩn bị đua. Mọi người thấy không? Những cái chiếc máy bay này đã được sắp xếp cho nó thẳng hàng. Và cuộc đua bắt đầu như thế nào thì mình vẫn phải chờ đợi nha. Tại vì những cái clip mà giống như học máy bay hoặc là thành phi công á, thì mọi người đã thấy Linh bay như thế nào rồi. Nhưng mà để đua thì Linh không biết nó hợp vận hành như thế nào. Tại vì thì mình không thể bay sát nhau. Thì họ sẽ có cái cách đua. Linh nghe nói là khi mà đua thì họ sẽ bay cái độ cao hoặc là tới cái điểm dừng á, nếu mà họ dừng trước hoặc là dừng sau như thế nào á thì họ sẽ là người thắng cuộc. Chúc mình coi cho biết. Hôm nay là ngày mà người ta đua máy bay đó cả nhà, thì Linh không có được bay. Tại vì Linh đâu có biết, Linh đâu có rành đâu, Linh chỉ mới biết lái thôi chứ không có biết điều khiển hoặc là đáp xuống hoặc là cái tốc độ nó như thế nào. Cho nên hôm nay Linh chỉ quay review cái cách ráp máy bay cho mọi người xem thôi. Và xin mời mọi người xem tiếp clip của Linh để xem coi mọi người đua máy bay như thế nào nhé. I don't think I'm about to sing it. Linh ăn khoai lang, tại vì ở đây mọi người phải tự đem theo đồ ăn trưa của mình. Vì mọi người nhìn thấy không, không có nhà hàng gì cả. Nếu mọi người muốn ăn thì mọi người cũng đặt ở cái nhà hàng ở phía xa xa đó. Nhưng mà đặt rồi thì cũng là bánh mì thôi. Và Linh thì cực kỳ ghét bánh mì, chỉ có bánh mì Việt Nam của mình Linh mới ăn. Cho nên Linh đem theo khoai lang lên ăn. Rồi, chiếc này chuẩn bị bay chắc. Đây. Nếu mà mọi người coi cái chiếc coi cái video mà làm việc ở máy bay á, làm việc ở sân bay thì thấy Linh đã lái chiếc này rồi. Hôm nay nói chung là Linh chỉ đi vòng vòng Linh quay thôi. Để Linh quay cái cảnh này cho mọi người coi mắc cười lắm. Tại vì ở đây hiện tại bây giờ khoảng 20 mấy độ, nhưng mà đối với người Hà Lan á, thì họ rất là nóng, họ không chịu nổi, cho nên họ nằm la liệt trước cánh máy bay như vậy nè để chờ đua. Thấy mắc cười không? Ai cũng đòi xin cái nón lá của mình hết nha. Nhưng mà dễ gì mình cho, trời ơi mình ít kỹ lắm. Nói chứ cái nón lá của Linh á, Linh phải mua trong cái tiệm đồ cũ á. Tại vì Linh lúc mà Linh ở Việt Nam đem qua đó thì đem có vài cái, xong cái đem Linh tặng cho người ta hết trơn. Tới lúc mình cần thì không có. Xong có một lần vào tiệm đồ cũ, Linh thấy hai cái nón lá, một cái 2.5 đồng thôi, nhiều Linh mua Linh quên rồi. Cho nên Linh mua. Và Linh đi bay như vậy nè, nắng thấy mồ luôn, không có chỗ nào để trú hết. Linh sẽ đợi nón lá và ai cũng nói trời ơi, mà cho ta đi, dễ gì cho, trời ơi, nón lá của tôi quý thế mồ mà cho cái gì.
khi mà họ chuẩn bị bay đó thì Linh không có được đứng ở phía trước cho nên quay phía sau. Mọi người thấy cái anh này không? Ảnh đang giữ cái cánh máy bay đó, đó đó, và chạy như vậy nè nha cả nhà. Phải giữ thăng bằng nó mới bay lên được. Nếu mà không á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Tại vì khoảng mấy tuần trước Linh nghe ở đây có một cái chiếc máy bay nó bị rơi. Nhưng mà rất là may mắn là khi nó rơi, khi nó bắt đầu cắt cánh thôi, thì nghĩa là nó chưa có cao như vậy. Và ở đây á, thì mọi người đang chuẩn bị đây nè. Linh cứ nghĩ là khi mà đua thì họ sẽ là hai cái máy bay khởi cánh khởi động như nhau, nhưng mà không phải, là họ sẽ có những cái quy trình gì của họ đó. Giống như Linh nói là họ sẽ bay đến một cái mức độ nào đó và họ sẽ đáp xuống. Và hôm nay anh xã Linh thì đi theo một cái chiếc máy bay khác và ảnh bay rất là xa, 100 mấy chục km, 200 km luôn. Cho nên Linh ở đây Linh không đợi, Linh chỉ quay cho đã và đủ cái YouTube của Linh xong Linh đi về. À, ở đây có một cái chiếc máy bay nữa, tại sao mà có cánh quạt phía ngoài? À, nó đang xuống. Linh đang thắc mắc tại sao lại để cánh quạt ở phía ngoài, thì ra bây giờ nó đã được thu vào rồi. Rồi chiếc máy bay kia là bay mất tiêu luôn rồi, không thấy luôn rồi. Chiếc của này là chiếc của anh xã Linh đang ngồi đây. Đây chiếc này. Mình không được đứng ở phía đầu như cả nhà, mọi người thấy nó rất là nguy hiểm. Đây là cái bồ, cái dây cáp đó cả nhà. Thì mọi người xem, nếu mà mọi người muốn biết chi tiết hơn á thì hãy xem cái clip Linh quay về làm việc ở sân bay á nha. Thì cái dây cáp này nó dẫn tới cái xe ở đằng kia rất là xa, xa lắm. Mình sẽ phải đem cái sợi dây cáp này mình kết nối với lại cái chiếc máy bay đó. Và mọi người thấy cái đầu clip á, khi mà có một cái anh mà nhấc cái cánh máy bay lên đó, thì khi mà gắn cái dây cáp này vào rồi, cái người đưa cái cánh tay và nhấc cái máy bay lên ra hiệu, thì cái chiếc xe đằng kia họ sẽ thấy và họ bắt đầu kéo, giống như là mình chơi thả diều vậy đó cả nhà. Thì kéo thì chiếc máy bay nó sẽ bay lên. Bây giờ ngồi chờ thời. Mọi người biết tại sao mà phải ngồi đợi rất là lâu không? Và cũng chưa có cuộc đua nào hết. Tại vì là cái máy bay này đó cả nhà, thì mọi người biết là nó bay bằng cái sức gió. Cho nên nếu mà, và cái sức gió và cái độ nóng nữa, và có một cái chiếc máy bay hồi nãy Linh quay á, thì bay lên trước đã tìm đường và tìm thấy cái gọi là tem, cái nhiệt độ của bầu trời hôm nay, cái thời tiết hôm nay. Thì thời tiết hôm nay nó lại không, mình nhìn thấy thì rất là đẹp, nhưng mà nó lại không đẹp cho bay. Cho nên bây giờ mọi người vẫn phải ngồi và chờ đợi. Cho nên có thể trong clip này mọi người sẽ không thấy cái cảnh đua máy bay được rồi. Linh xin lỗi cả nhà, nhưng mà rất là vui khi mà cả nhà đã theo dõi clip của Linh cho tới bây giờ. Đây mọi người thấy không, hồi nãy Linh nói là lấy cái sợi dây này nè để gắn vào máy bay, thì cái bạn đó đang kéo cái sợi dây để gắn vào máy bay chỗ này, gắn vào máy bay này. Phải kéo thiệt xa như vậy nha cả nhà. Đó mọi người thấy không. Rồi như thế nào nữa thì mọi người quan sát nhé. Họ gắn bên kia. Thì cái anh này nè, ố cái bạn đó đó phải đưa cho người ta coi, coi đúng cái sợi dây hay không. Tại vì mỗi cái chiếc máy bay đó thì tùy theo cái máy bay một chủ ngồi hay là hai chủ ngồi, mà họ sẽ có cái sợi dây kéo khác nhau. Đó, và bắt đầu bạn đó ngồi xuống gắn vào chiếc máy bay nha cả nhà. Linh nghe nói là hai chiếc máy bay sẽ được cất cánh. Thì Linh nghĩ là ở đây cũng có người ngồi nè, và bên này cũng có người ngồi. Thì Linh chưa biết bên hai chiếc nào cất cánh. Linh nghĩ là hai chiếc hai bên. Đây đây đây, cái bạn này đã bắt đầu cho bài rồi đây. Xong rồi đó.
thì ra dấu cho cái phòng điều khiển. Cái phòng điều khiển này đây, để cho họ biết cái đó đó đó, họ đưa cái tín hiệu đèn ra. Và hơi bị nhúc nhích một tí, mọi người thông cảm nha. Và họ chuẩn bị bài. Đó, bắt đầu chiếc đó 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 bài rồi đó. Chơi cái này cũng vui nhưng mà chờ rất là mệt. Linh nghĩ là theo như mà Linh nãy giờ quan sát á, thì cái mấy cái máy bay này họ đua thì họ đua theo cái gọi là cái tốc độ hoặc là cái tính thời lượng, chứ không phải là đua hai chiếc song song với nhau. Chiếc này đang bắt đầu chuẩn bị khởi động đây. Cái cánh nó đã gọi là giống như là chuyển động đó. Đó, đó, cái cánh nó chuyển động đó. Mấy cái này là phải có cái tay cầm rất là chắc. Thì Linh á, Linh chưa có cái tay trái của Linh còn hơi yếu. Nghĩa là Linh bay được, Linh lượn qua lượn lại, quẹo trái quẹo phải được, nhưng mà Linh không đáp xuống được. Và Linh nghĩ chắc Linh không thể nào Linh bay được, tại vì cái tay trái của Linh nó bị gãy đó cả nhà. Và nó hơi bị yếu. Và cái cần thắng nó thì nó nằm bên tay trái, thì Linh không thể nào Linh điều khiển được cả. Nếu mà nó cứ cần phải cái lực của tay trái rất là nhiều thì Linh thua rồi. Bên đây, bạn này đi qua bên đây quay đây, Linh sẽ quay cho mọi người coi. Đóng cái nắp máy bay lại. Ở trên rất là nhiều gió. Có một lần Linh đi mà không có cái loại nóc này nè, gió đã mấy vòng Linh chết luôn. Rồi, nói lâu quá. À, bắt đầu đưa đó. Mọi người thấy không? Vào đây. Xong. Rồi nên phải đi ra xa đây. Nếu không là cản đường người ta. Quy trình cái máy bay đua này nó khác với những cái gì mà mình tưởng tượng. Họ không bay song song, họ không có đua tốc độ mà họ đua về cái độ cao thấp và cái độ nhanh của máy bay và tính điều khiển. Cho nên Linh cũng bất ngờ là khi thấy cái cách đua như vậy. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Mong mọi người hãy share, like và subscribe để Linh có động lực chia sẻ với mọi người nhiều cái clip, nhiều điều thú vị hơn nữa nhé. Linh cảm ơn cả nhà thật nhiều và chúc cả nhà một ngày thật là vui. Bye bye rồi. Bye bye.